Em chào các bác, lại em Lâm đây, lại quay điều hòa cho các bác. Nhà em thì vừa lên mấy chiếc điều hòa thì em đã bán rồi. Thì các bác yên tâm là từ giờ đến tối em lại sẽ quay tiếp video cho các bác, quay liên tục cho các bác luôn. Để các bác nào vào ông chưa làm thì mua chiếc đấy. Còn các bác hiện tại chưa chiếc này thì mình có thể đăng ký kênh và theo dõi kênh nhà em. Thì nhà em bán đa dạng mặt hàng lắm. Thì đáng nhẽ em nghĩ không bán điều hòa nữa, dọn máy cất đi rồi đấy. Vì ế quá nên cất máy đi rồi. Nhưng mà vì miền Bắc mình vào nắng đột ngột, cho nên là em còn ế hơn 80 chiếc. Thì bán 3 ngày hết sạch 80 chiếc luôn. Và bây giờ thì trong kho còn toàn máy vít thôi, cũng không còn máy bé. Toàn bộ là máy vít công suất to, thì dùng cho phòng từ 15 đến 25 mét vuông. Nên là các bác ở miền Bắc mình thì năm nay điện nó xuống cực kỳ yếu luôn. Cho nên là các bác lên lắp những máy đầu to thì nó chạy điện 220. Và chả may nó có sụt điện thì các bác không sợ là dùng qua đổi nguồn. Nên không sợ cháy đổi nguồn hay là điện nó kém cả. Mà đặc biệt các bác nào dùng máy bé thì lên chuyển sang điện 220 thì bền hơn là dùng đổi nguồn. Và bây giờ cũng có thời gian để quay máy cũng như là hướng dẫn cho bác dùng khiển. Bởi vì dòng ba la thì nó cũng rất là thông dụng. Tất cả các khiển thì nó chỉ khác nhau về mẫu mã bên ngoài thôi. Còn chức năng cũng như là kiểu dáng thì nó cũng đều như nhau. Thì để em quay qua địa chỉ nhà em để bác nào mà có ưng chiếc nào, còn là đang cần mua chiếc nào thì có thể alo trực tiếp nhà em hoặc là đăng ký kênh nhà em. Mình ưng chiếc nào thì mình gọi chiếc đấy. Địa cửa hàng em tên là Thanh Lâm Gia Bao Shop, địa chỉ ở Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Số điện thoại là 0377996066. Cái số dưới này là số của em. Thì các bác điện em một số trên. Thì ở số này em rất là bận, giờ em không có thời gian để cầm máy. Vì là vừa phải test máy, các bác điện số trên này để nhân viên em cũng như vợ em nó tư vấn cho các bác. Số dưới, còn dây số dài là tài khoản ngân hàng này. Tên chủ tài khoản là Nguyễn Thị Thanh này. Tên ngân hàng thu hưởng là Vietcombank. Một bác khách hàng này thì bác gắn bó với em cũng mấy năm nay rồi. Mua ở nhà rất nhiều sản phẩm, nhưng mà chưa bao giờ bác đi mặc trả giá, cũng như là bác đi hỏi chất lượng máy. Cứ chỉ cần mua cái gì là bác cứ thế bác chuyển khoản cho em, mà chuyển khoản hết luôn. Thì bác ở trong Nam và em cũng nhiều thứ thì nó đơn giản, không hướng dẫn gì riêng. Con này nó là con vip thì em hướng dẫn qua cho anh cũng như là các bác nào mà đang dùng các dòng máy điều hòa vip thì mình có thể tham khảo. Đây, cái điều hòa vip là ba la thì nó hiển thị ba nhiệt độ, ba ô trên cùng này, nghĩa là chiều lạnh này, chiều nóng và chiều hút ẩm. Dưới này là tự động lên giảm nhiệt độ, tắt bật la lô eco ở hai nút bên này, và nút ở bên trong này thì nó sẽ là số quạt, và bên đây nó sẽ là vấy lên vấy xuống, để vấy trái vấy phải. Và mắt con này nó thêm một nút là nút mắt. Mắt này là mắt camera cam, cái cam này là cái cam quét thân, quét số lượng người như cảm biến thân nhiệt đấy. Và nút ở dưới này là các bác nhìn cái số này, đây chính là nút lia nhé, lia giảm vệ sinh giảm. Thì dòng ba la này thì các bác cũng không cần phải bấm vào nút lia này. Cứ các bạn lần muốn bác dùng khoảng tầm 40 phút trở lên thì khi tắt máy đi thì ấn một lần tắt này thì máy nó sẽ tự động nó lia và nó khử mùi. Còn bác ấn hai lần là mới là tắt. Tức là các bác mà không muốn lia mà khử mùi thì bác ấn hai lần thì nó mới tắt hoàn toàn máy. Ấn một lần nó sẽ vẫn vệ sinh giảm. Thì con này em quay cho anh đây. Thì nó cũng rất là sắc nét. Máy thì không có cái gì để mà anh chê trách cả. Đây ở bìa gần dưới đây là nóng này, cực kỳ đẹp luôn. Đâu cứ phải là xem video thì mình mới mua được sản phẩm tốt. Các bác mua ở đơn vị nào thì em không rõ, nhưng nếu riêng ở nhà em, kể cả là không xem qua hình ảnh, không phải một anh mua đâu, em có rất nhiều các anh ở các tỉnh thành, các bác các chú ở các nơi, các bác các chú mua hàng quen nhà rồi thì các chú chỉ cần đặt đồ là tự em làm, các chú các bác là cứ thế gửi lên máy rửa bát. Thì có anh với các chú đặt 8 máy rửa bát thì cũng là xin khất lại là 3 hôm sau mới giao máy được. Thì là mấy mày mãi em điều hòa để nó ngắt nắng đi mới giao máy rửa bát được. Đấy, máy rửa bát em về gần 300 triệu thì máy rửa bát. Và máy giặt cũng đã tập kết về, tủ lạnh đã tập kết về rồi. Bếp ga, bếp từ đã tập kết rồi, thợ đã tranh thủ dọn rồi. Tức là nhà em đang tập kết hàng rất là nhiều về nhà rồi. Bác yên tâm là ở nhà em thì bán hàng quanh năm, hàng gì cũng có cho các bác. Số lượng ở nhà em thì không dám khẳng định là được nhiều nhất ở miền Bắc mình, nhưng cũng là một trong những đơn vị bán lâu năm. Và cũng như là nhà em thì em mua tận gốc, em bán tận ngọn, nên là giá cả lúc nào cạnh tranh với thị trường bên ngoài luôn, cũng như là kèm nhau chất lượng. Các bác nhìn cái máy nhà em nó đẹp như này mà, các bác yên tâm thì các bác nhìn cái ánh điện nó rọi vào nó bóng như thế mà, nó còn bóng như thế này mà, thì các bác yên tâm ấy, những cái máy em lọc lại đây bán cho các bác yên tâm ấy. Đắt hay rẻ em chưa lo đến, mà em lo đến cái chất lượng của nó. Đấy, các bác nhìn ấy. Tất cả các máy móc nhà em không có hiện tượng nứt bẻ. Đây cái góc này em bỏ ra thì đang kết điện nên phải bỏ ra, nên nó nằm ở đây thì em phải bỏ ra.
Các bác nhìn máy em làm rất là cẩn thận từ trên đến dưới cho các anh các chú. Không phải là chuyển tiền rồi mà lại làm máy không cẩn thận đâu. Nhà em làm cẩn thận lắm. Nên các anh các chú mua nhà em cứ yên tâm. Con này thì nếu như so với dòng viền đen thì con này với con viền đen thì chức năng như nhau, cảm biến thân nhiệt đây. Và con này nó hơn cái con viền đen là nó thêm cái mắt lác đây. Nhưng mà do các bác miền Bắc này thì không thích con mắt lác này thì bỏ là nó không được đẹp. Chứ còn nếu mà nó đầy chức năng thì con viền đen ấy nó còn thua con mắt lác. Thua là thua cái cảm biến này. Và những con đời cao ở viền đen từ 2012 trở lên thì nó sẽ không có cái màn hình hiển thị nhiệt độ nữa. Thì hiển thị nhiệt độ này là không phải là hiển thị nhiệt độ ở cái này, tức là nó hiển thị nhiệt độ ở cái phòng này. Tức là ở cái phòng khi em đang kết máy ở một không gian rộng này thì hiện tại bây giờ nhiệt độ ở trong không gian này, chỗ này, cái khu này của em là 34 độ và hiển đang báo là 20 độ. Đấy. Nhưng nó rất là hay. Nhưng cả lên đời cao thì người ta lại bỏ lại. Và viền đen thì nó lại sản xuất cái form đẹp hơn. Đấy thì mỗi người thích chơi một kiểu, người thì thích chơi viền đen, người thì chơi mắt lác. Chung quy lại thì nó cũng đều là dòng ít nhất, cũng như là nó full hết chức năng của một con máy. Và cũng như bảo với các bác luôn, cái con Panasonic thì là nó không có oxy tươi đâu nhá. Các bác đừng nghe người ta quảng cáo nữa. Cái ống này là cái ống lia bụi bẩn này. Và thông khí, ví dụ là trong phòng bác có mùi hôi thì cái cảm biến nó nhận được thì nó sẽ hút cái mùi hôi thì nó cho ra bên ngoài. Đấy, nhiều bác là đánh rắm ấy thì là nó hút cái mùi nó bay ra bên ngoài, bác hình dung như vậy, nó như kiểu cái máy lọc khí đấy. Đấy, chứ không phải là oxy oxy tươi đâu nhá. Duy nhất chỉ có dòng Daikin là mới có oxy tươi nhá. Các bác phải lên nhớ là như vậy nhá. Đấy. Máy thì em cũng test cho anh rồi, cũng như hướng dẫn cho anh dùng rồi. Thế thì bác nào mà thích viền đen thì em đây vẫn đang còn nhá. Máy đang còn vì đây là em bỏ tạm nhá. Trong kia còn mấy chiếc nó đang bắt đầu ráp kìa. Đấy. Buổi tối này sẽ cho thợ em làm thông đêm để cày cho các bác. Sáng mai lên video tiếp. Đấy. Bác yên tâm nhá, máy em còn rất nhiều nhá, cứ yên tâm không sợ hết máy đâu. Đấy, video nó hơi dài, xin phép chào các bạn đây nhá.